chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình chứng khoán cuối tuần. Chương trình tuần này sẽ đem đến cho quý vị những thông tin bổ ích về góc nhìn toàn cảnh về thị trường bất động sản, những định hướng chính sách sẽ tác động đến các doanh nghiệp bất động sản cũng như là thị giá của cổ phiếu bất động sản, dự báo tiềm năng thị trường và cổ phiếu bất động sản trong tương lai với chủ đề tiềm năng tăng trưởng cổ phiếu bất động sản. Và để mở đầu chương trình, xin mời quý vị theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi về tổng quan thị trường bất động sản năm 2017 mà chúng tôi vừa thực hiện. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017, thị trường đang có sự tái cấu trúc mạnh, đặc biệt là tái cơ cấu sản phẩm để giải quyết hiện tượng lệch pha cung cầu, đang thiên về phân khúc bất động sản cao cấp, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, chuyển mạnh sang phân khúc nhà ở căn hộ vừa và nhỏ, có giá vừa túi tiền, có tính thanh khoản cao và đang có nhu cầu thực rất lớn. Theo báo cáo tình hình giao dịch bất động sản quý 3 năm 2017 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, tổng lượng sản phẩm nhà ở được giao dịch trên cả nước quý 3 đạt 17.873 giao dịch. Trong đó, số lượng giao dịch thành công tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 12.449 giao dịch. Tại hai thành phố lớn, sản phẩm được giao dịch chủ yếu vẫn là căn hộ chung cư, với 25,5% căn hộ cao cấp, 45,2% căn hộ trung cấp và 29,3% căn hộ giá thấp. Cơ cấu hàng hóa bất động sản tuy đã được điều chỉnh từng bước nhưng vẫn chưa hợp lý và chưa được kiểm soát chặt chẽ, có biểu hiện dư cung ở một số phân khúc bất động sản cao cấp, trong khi rất thiếu phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp. Một số doanh nghiệp vẫn coi trọng đầu tư vào các loại hình bất động sản cao cấp, bất động sản nghỉ dưỡng và chưa thực sự quan tâm đầu tư vào phân khúc nhà ở bình dân, giá rẻ, nhà ở cho thuê, nhất là phân khúc nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu cho đại bộ phận người dân chúng ta còn đang bị hạn chế rất nhiều về mức thu nhập, chưa thể tự lo được nhà ở nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Về nguồn cung, theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản quý 3 năm 2017, tại Hà Nội, nguồn cung mới ra hàng trong quý 3 từ 20 dự án bất động sản ước đạt trên 5.000 sản phẩm căn hộ, 75 dự án tiếp tục bán từ các năm trước đến quý 3 năm 2017, tạo nguồn cung cùng khoảng trên 20.000 căn, giá bán bình quân mỗi mét vuông căn hộ khoảng 25,7 triệu đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, với 12 dự án mở bán lần đầu trong quý 3, có tổng số căn hộ đạt 4.526 căn, giảm 62% so với quý 2. Tổng nguồn cung căn hộ mới trong năm 2017 là 27.838 căn. Theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2017, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 26.036 tỷ đồng. So với cuối năm 2016, giảm 4,987 tỷ đồng, giảm 16,08%. Bất động sản còn là lĩnh vực đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI trong 9 tháng đầu năm 2017. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2017, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản có 34 dự án cấp mới, tổng vốn FDI là 1 tỷ đô la Mỹ. Về giá cả, trong những tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017, tại thành phố Hồ Chí Minh có hiện tượng sốt đất nền tại một số khu vực ven như quận 2, quận 9, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đã kịp thời chỉ đạo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nắm bắt tình hình, báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm ổn định thị trường. Còn nhìn chung, giá cả thị trường tăng nhẹ và tương đối ổn định. Các giao dịch đã tăng trưởng trở lại và đang duy trì ở mức khá. Cơ cấu hàng hóa bất động sản từng bước được điều chỉnh hợp lý, hướng tới nhu cầu thực và khả năng thanh toán thực của thị trường. Mặt bằng giá cả ngày càng ổn định, phù hợp hơn với khả năng chi trả của số đông người dân. Lượng tồn kho bất động sản liên tục giảm. Lĩnh vực đầu tư bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, không chỉ thu hút các nhà đầu tư trong nước mà cả các nhà đầu tư nước ngoài. Tổng hợp số liệu báo cáo đến tháng 10 năm 2017 thì báo cáo với hội nghị là tốc độ tăng trưởng về tín dụng vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản khoảng 4%, chiếm tỷ lệ 9% trong tổng dư nợ nền kinh tế.
Nên như vậy có thể thấy là tốc độ tăng trưởng ra 23, 24, 25, 26, 27 và đến năm 27 là mức độ là khoảng 4%, đây là 10 tháng. Về các giải pháp quản lý điều hành vĩ mô, việc triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu với khối lượng khoảng 300.000 tỷ đồng, trong đó có khoảng 60 đến 70% đang được đảm bảo bằng bất động sản, sẽ vừa giải quyết được nợ xấu, vừa tái khởi động các dự án bất động sản đang bị ngừng triển khai, đồng thời khai thông thị trường mua bán và chuyển nhượng dự án. Việc Bộ Xây dựng đồng ý về nguyên tắc cho xây dựng căn hộ từ 25m² cũng là một đột phá về thể chế. Với những chính sách định hướng phát triển thị trường bền vững từ chính phủ, với sự nỗ lực tham gia của các doanh nghiệp, thị trường bất động sản dù trải qua nhiều bước thăng trầm, nhưng đến nay vẫn đang phát triển mạnh mẽ và góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy được một bức tranh toàn cảnh về thị trường bất động sản nói chung. Vậy bức tranh đó sẽ tác động như thế nào đến cổ phiếu của ngành bất động sản trong thời gian vừa qua? Theo quan sát, trong những tháng đầu năm, cổ phiếu bất động sản có diễn biến tích cực. Tuy nhiên, từ đầu quý 3 đến nay thì đa số cổ phiếu bất động sản có diễn biến lình xình hoặc giảm giá do kết quả kinh doanh không như kỳ vọng hoặc đã được phản ánh vào giá từ trước. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trái với lo ngại thị trường đã đạt đỉnh vào năm 2016, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục đi lên và điều này đã phản ánh trực tiếp vào giá cổ phiếu. Tính đến thời điểm hiện tại, thị giá của hầu hết cổ phiếu bất động sản niêm yết đều tăng, thậm chí một số mã ghi nhận mức tăng tới vài lần so với đầu năm. Chúng ta biết là thị bất động sản chúng ta là vừa qua có những thông kê là cái giao dịch với bất động sản đã đạt đỉnh và trong khi cái lượng rất là sôi động, các dự án đã được triển khai rất là mạnh mẽ, các rầm rộ. Rất nhiều các dự án được trào ra thị trường, cộng với đấy là cái lượng cầu bất động sản cũng rất là tốt, thì tôi nghĩ là cái này nó sẽ là một cái gì đấy nó cộng hưởng cho nó giúp cho cái việc tăng trưởng của cả hai ngành, đặc biệt là những công ty kinh doanh bất động sản và những công ty xây dựng, thì đây là tôi nghĩ là nó sẽ chính vì thế nó đã phản ánh trực tiếp vào giá cổ phiếu. Theo các chuyên gia, bối cảnh nền kinh tế chung đang trong giai đoạn hồi phục và phát triển đã hỗ trợ tích cực cho thị trường bất động sản nói chung, cổ phiếu bất động sản nói riêng. Là cái ngành này là một trong những ngành hưởng lợi từ cái sự hồi phục của chu kỳ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Chúng tôi cho rằng là kinh tế Việt Nam vẫn đang ở một cái chu kỳ đi lên và mới chỉ ở một cái trạng thái ban đầu trong cái việc tăng trưởng GDP. Và chúng tôi dự báo 3 năm tới vẫn là 3 năm mà GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng tương đối ấn tượng. Phiếu bất động sản mà đang niêm yết thì cũng được chia làm nhiều cái phân khúc khác nhau. Thì có những cái cổ phiếu mà gắn với cái phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, có cái thì gắn với cái phân khúc mà nhà ở thương mại dân dụng, và có những cái thì gắn với cái bất động sản công nghiệp. Thì trong những cái nhóm cổ phiếu đấy thì tôi nghĩ là thị trường có lên có xuống, nhưng mà cái xu hướng chung thì cái phân khúc bất động sản dân dụng và bất động sản công nghiệp là có cái sự đi lên là tương đối vững chắc hơn cả. Và những cái cổ phiếu mà thuộc về các cái doanh nghiệp bất động sản mà công nghiệp, bất động sản thương mại thì có cái sự ổn định hơn. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến nay, giá cổ phiếu ngành bất động sản nói chung có diễn biến trái chiều. Ví dụ như trong khi có một nhóm cổ phiếu giảm từ 8 đến trên 16% thị giá là SCR, TDH, DXG, QCG, thì có một nhóm khác lại tăng tốt từ 3 đến trên 22%, bao gồm PDR, VIC, KDH và LDG. Theo các thành viên thị trường, đây là kết quả tất yếu sau giai đoạn tăng tốt từ đầu năm, và đây là thời điểm sự phân hóa trong nhóm ngành cổ phiếu bất động sản diễn ra mạnh mẽ. Thống kê về cái kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm cho thấy là có một số những công ty bất động sản đầu ngành cũng có sự tăng trưởng khá là tốt, đặc biệt là những cái công ty bất động sản ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh như là Phát Đạt, một số công ty bất thương hiệu lớn như Vingroup, Novaland đều có những sự tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận. Tuy vậy thì cái việc tăng trưởng này nó không đồng đều giữa tất cả các công ty. Những công ty mà có cái thương hiệu nhận diện thương hiệu kém hơn hoặc là những cái chính sách bán hàng không tốt bằng thì một số công ty cũng ghi nhận cái sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận, có thể như là ở bên chỗ Hoàng Quân chẳng hạn.
Thì điều này cho thấy là cái mặc dù là cái bức tranh của thị trường bất động sản nói chung và các công ty bất động sản nói riêng đang có sự cải thiện, tuy vậy thì nó cũng có sự phân hóa và chọn lọc, và nó tùy thuộc vào những cái quy mô vốn, thương hiệu cũng như cái chính sách bán hàng. Có một điểm nữa chúng ta thấy rằng là trong thời gian gần đây, cá nhân tôi nhìn thấy dần thấy rằng là chúng ta nhìn thấy dòng tiền thanh khoản 5.000 tỷ, 6.000 tỷ trên một phiên đối với thị chứng khoán. Chúng ta thấy rằng là theo tìm hiểu cá nhân của tôi thì một số thị chứng khoán họ vẫn thoải mái trong cái tình trạng margin, tức là họ không căng cứng như đợt trước. Như khi thời điểm cách đây khoảng hơn một năm hoặc năm trở về trước nữa thì cứ khoảng 4.000 tỷ hoặc 3.000 tỷ, đấy là một vài công ty chứng khoán đã bắt đầu căng margin rồi. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là một dòng tiền rất lớn từ bên ngoài đã chảy vào, và cái dòng tiền này tôi cho rằng nó chắc chắn là từ thị trường bất động sản. Những cái câu chuyện này liên quan logic lại thì chúng ta thấy rằng là thị trường thời gian tới nó sẽ phân hóa rất là lớn. Những doanh nghiệp lớn có đủ tiềm lực và có đủ sự cạnh tranh nó sẽ chèn ép những doanh nghiệp nhỏ, và những doanh nghiệp này sẽ mang có thể có những tiềm năng trong tương lai nữa thì họ sẽ vẫn duy trì được cái nguồn lợi nhuận vừa phải hoặc là vừa mức để nhà đầu tư cảm thấy hợp lý. Còn lại những cái doanh nghiệp mà ở cái mức thấp hơn hoặc là khó cạnh tranh hơn, tôi cho rằng là sẽ rất khó tồn tại. Có thể thấy rằng dù tổng quan thị trường tăng tốt nhưng vẫn còn nhiều yếu tố khác nhau tác động đến đà tăng của từng cổ phiếu. Vậy trong thời gian tới, các thành viên thị trường sẽ dự báo ra sao về dư địa tăng trưởng của cổ phiếu bất động sản? Liệu các cổ phiếu của ngành bất động sản có tránh được kịch bản phân hóa hay không? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Là một nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm tham gia thị trường chứng khoán, ông Hoàng Minh Trung cho biết ông không tham gia mua nhiều cổ phiếu ngành này bởi theo ông, dư địa tăng trưởng của cổ phiếu bất động sản là không còn nhiều. Theo tôi thì từ giờ đến cuối năm thì dư địa tăng không còn nhiều, bởi vì là đến đoạn này nó cũng bão hòa về thông tin rồi, mà các công ty bất động sản thường hoạch toán báo cáo tài chính vào quý 4 hoặc là sang đầu năm mới, cho nên là lúc đấy sẽ có một cái đợt tăng trưởng mới. Chứ còn như hiện tại bây giờ là nhìn trên đồ thị và cách phân tích thì dư địa của nó không còn nhiều nữa. Tuy nhiên, ở một góc độ phân tích khác, các chuyên gia cho rằng ngành bất động sản nói chung, cổ phiếu bất động sản nói riêng vẫn sẽ hưởng lợi trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định. Thì sang năm sau, tôi nghĩ rằng với cái tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì, thậm chí có thể cao hơn năm 2017, thì với đà tăng trưởng kinh tế thì cái tâm lý của người tiêu dùng cũng sẽ ổn định hơn và người tiêu dùng sẽ có xu hướng là chi tiêu nhiều hơn. Đấy là cái lúc mà giúp cho thị trường bất động sản hoặc là các thị trường những yếu tố liên quan đến bất động sản như là nội thất, như là vật liệu xây dựng cũng sẽ trở nên sôi động. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, mặc dù cổ phiếu ngành bất động sản được dự báo tăng trưởng nhưng vẫn không tránh được kịch bản phân hóa. Ngay cả những cái thời điểm như hiện tại thì cũng chỉ có một vài các cái công ty bất động sản làm ăn tốt thôi. Ví dụ như là Cang Điền, Nam Long hay là những cái công ty thật là lớn như là Vincom. Đó. Chứ còn đại đa số các công ty bất động sản vẫn chưa thực sự hồi phục kể từ sau cái khủng hoảng năm 2010 đến năm 2012. Chúng ta có thể kỳ vọng ở cái mức tăng trưởng khoảng tầm 20%. Đấy là những cái doanh nghiệp mà chưa tăng giá cổ phiếu, tuy nhiên là có tiềm năng ghi nhận những cái dự án lớn. Cái diễn biến tăng trưởng đồng đều của cả ngành thì sẽ khó có thể xảy ra, mà thay vào đấy nó sẽ có diễn biến phân hóa và những cái doanh nghiệp mà có lợi nhuận đột biến về ghi nhận doanh thu, lợi nhuận bán dự án. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng phân hóa trong nhóm cổ phiếu bất động sản. Theo tôi thì nó tập trung vào những cái cổ phiếu, từng cổ phiếu và những cổ phiếu mà đang có những cái dự án mà nó nằm trên vị trí khá là tốt, được đầu tư về hạ tầng, về thương hiệu hay là về thiết kế hợp lý, thì vẫn có thể sẽ tiếp tục bán hàng trong giai đoạn cuối 2017, 2018, và chủ yếu những cái dự án này thì họ đang trong quá trình là hoàn thiện để bàn giao rồi và đã có một cái lượng hàng đã đặt tham gia mua nhất định rồi, thì những cái dự án này họ sẽ tiếp tục có dòng tiền, doanh thu và dòng tiền trong cái giai đoạn trong 2018. Ngược lại, những cái dự án mà hoàn toàn mới bắt đầu thời điểm này, mới bắt đầu triển khai thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ khó khăn hơn trong việc là thâm nhập thị trường. Như vậy, giá cổ phiếu đã phản ánh được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản. Chỉ khi doanh nghiệp có uy tín, ký kết được nhiều dự án lớn thì khi đó, cổ phiếu của doanh nghiệp mới thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư trên thị trường. Ngoài ra, khi thị trường chung hồi phục hơn, cộng thêm điểm rơi hạch toán lợi nhuận quý 4, đặc biệt ở những doanh nghiệp có tiến độ bán hàng tốt, có dự án hấp dẫn và có của để dành, dòng tiền sẽ tiếp tục chảy vào nhóm cổ phiếu bất động sản.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.